Thưa quý vị và bà con nông dân, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành nhiều vùng sản xuất rau quả tập trung được tổ chức dưới dạng tổ hợp tác sản xuất hoặc hợp tác xã và sản xuất theo phương pháp áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt. Đây là cơ sở thuận lợi tạo nền tảng để các tỉnh trong khu vực nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng thực hiện thắng lợi mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp một cách bền vững, trong đó liên kết hợp tác sản xuất đóng vai trò tất yếu. Tại hội thảo, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác khác trong lĩnh vực nông nghiệp vừa được tổ chức, các đại biểu cùng nhau bàn thảo các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có sự chia sẻ kinh nghiệm từ quốc tế. Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tính đến cuối năm 2014, trong 142.800 tổ hợp tác thì có khoảng 2/3 hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp đã và đang đáp ứng tốt yêu cầu trợ giúp lẫn nhau trong sản xuất, đời sống của các hộ thành viên, thực hiện một số dịch vụ đầu vào và cả đầu ra sản phẩm. Ở đồng bằng sông Cửu Long, hiện có khoảng 250.000 hecta sản xuất rau quả, chiếm 30% của cả nước, đạt năng suất 17 tấn trên 1 hecta và sản lượng 4.400 tấn trên 1 năm. Ở tỉnh Tiền Giang, 10 năm qua đã triển khai các mô hình tổ hợp tác xã sản xuất rau màu an toàn ở huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công. Từ thí điểm, đến nay Tiền Giang đã đi vào xây dựng và triển khai đề án 500 hecta rau an toàn cho các huyện thành thị có lợi thế. Ngoài việc tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, lợi thế các mô hình là định hướng cơ cấu giống chủng loại theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và thị trường. Như vậy, phát huy được thế mạnh kinh tế rau màu của Tiền Giang, giúp nông dân dần thoát khỏi tình trạng được mùa rớt giá, đụng hàng dội chợ. Nhiều hộ gia đình dần nâng cao ổn định mức thu nhập theo chuẩn nông thôn mới. Từ các mô hình kinh tế tập thể làm ăn hiệu quả, điển hình như hợp tác xã rau an toàn Long Thuận, Long Hòa, thị xã Gò Công, Tam Hiệp, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông, Tân Dưới Tây, huyện Châu Thành là nhân tố giúp các địa phương áp dụng nhân rộng nhiều mô hình mới xuất hiện, kịp thời khắc phục hạn chế khó khăn trước thực trạng được mùa rớt giá. Chúng ta cùng tham quan mô hình tổ hợp tác vừa mới hình thành và phát triển như thế tại xã Nông Thôn Mới, Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tổ hợp tác rau an toàn Thạnh Hòa, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông được thành lập từ năm 2009, tập hợp chưa đến 20 tổ viên. Qua hơn 5 năm xây dựng và phát triển, đến nay thu hút đến 55 người tham gia sản xuất với diện tích chuyên canh 10 hecta rau ăn lá. Vào tổ hợp tác giúp cho tổ viên dần loại bỏ tư duy tập quán sản xuất nhỏ lẻ, chủ động trước diễn biến thời tiết để có phương pháp canh tác hiệu quả, xác định được mùa vụ, nhất là nắm chắc nhu cầu thị trường thông qua hình thức sản xuất theo đơn đặt hàng với số lượng và chất lượng hợp đồng. Thưa chú, thì tổ hợp tác mình hình thành dành năm nào hả chú? 2013. Bao nhiêu tổ viên hả chú? Được 50 tổ viên. 50 tổ viên. Từ khi hình thành tới giờ thì cái sự phát triển của tổ hợp tác mình như thế nào hả chú? Thì đúng ra thì hình thành rồi làm rồi có cái giá cả ổn định, bà con cũng khấm khá hơn lúc mà bán bình thường. Dạ. Yeah. Vậy thì hiện tại tùy theo cái mùa vụ mà mình cung cấp những cái loại rau màu khác nhau hay là như thế nào hả chú? Cái chủ lực hiện bây giờ tôi đang làm là hai loại rau là ngọt bông với cải thìa. Yeah. Là mạnh. Yeah. Vậy thì cái mùa vụ nào thì mình cung cấp cái sản phẩm đó hay là như thế nào? Quanh năm luôn. Tổ viên mình vô tổ hợp tác như vậy thì mà có sự phân công để mà tổ viên này sản xuất bao nhiêu hay là loại cải này rồi tổ viên kia sản xuất cải kia hay là mình lộn xộn đại trà luôn hả? Có chứ, cái này anh em tôi cũng 2-3 người để lên lịch. Yeah. Lên lịch để hàng ngày ông này xạ loại này, ông khác xạ loại khác để ngày nào mình cũng có dây chuyền ngày nào cũng có hàng cho người ta. Yeah. Tùy theo cái nhu cầu đặt hàng hay như thế nào hả? Đúng rồi. Yeah. Nhu cầu đặt hàng. Yeah. Là địa phương có thế mạnh rau ăn lá, nhất là cải thìa và cải ngọt, thông qua tổ hợp tác có đầu mối tiêu thụ sản xuất theo yêu cầu thị trường, tổ viên yên tâm tự tin hơn trong sản xuất, không còn tâm trạng âu lo mùa nào xuống giống gì, bán ở đâu lệ thuộc vào sự hên xui của thị trường như trước đây. Điều quan trọng là phải có sự thống nhất về mùa vụ, thời điểm xuống giống, diện tích, sản lượng cung cấp, ngày thu hoạch phải được tính toán sát sao theo hợp đồng.
có chặt chẽ ở khâu này sẽ tránh tình trạng bấp bênh, đụng hàng vào chợ rớt giá. Đây là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Thưa chú, thì từ khi cái tổ hợp tác mình hình thành đến bây giờ thì chú thấy về cái sự sản xuất đó của tổ viên mình là có sự phát triển như thế nào đối với tổ viên và đối với cả tổ hợp tác mình hả? Đúng ra hồi hình thành cái tổ hợp tác này thì làm ăn nó cũng là một cái tập hợp để cho bà con thấy cái quyền lợi của bà con là để làm một cái đại trà, là có đơn đặt hàng thì bà con mới nắm vững được cái tình huống này, bà con mới vào cuộc để buôn bán cho nó cụ thể hơn. Làm thì thống nhất bữa nay là ông này thu hoạch ngày mai ông khác thu hoạch, thì bà con nó ổn định hơn về cái đời sống. Dạ, vậy chứ là đại trà thì mình có sự phân công cho các tổ viên mình như thế nào để mà cung cấp đủ cái số lượng hàng đó cho thương lái hả chứ? Có chứ, thì như thí dụ bây giờ là tôi sắp lịch với ông A là sản xuất cải một ngày này là cải bông, rồi ông B là cải thìa, rồi qua ngày sau ông C thì cải bông, ông D cải thìa, thì cứ dần dần tới tháng này qua tháng kia vậy. Dạ. Vậy thì cái đủ số lượng hàng để cung cấp cho thương lái? Đúng, đủ rồi, đủ số hàng. Hiện mỗi ngày, tổ hợp tác rau an toàn Thạnh Hòa cung cấp cho thị trường từ 2 đến 2,2 tấn cải. Toàn bộ sản phẩm đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp do Trung tâm Khuyến nông tỉnh chuyển giao kỹ thuật. Khi canh tác, toàn bộ xã viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu khắt khe về quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón, đặc biệt phải đảm bảo thời gian cách ly, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Đây cũng là yếu tố giúp tổ viên tiết kiệm chi phí sản xuất, bán được giá cao. Tổ hợp tác mình đã hình thành rồi, nông dân mình đã tham gia cũng khá là đầy đủ như vậy rồi. Thì vấn đề cái đầu ra cho cái sản phẩm của mình tìm từ đâu hả chú? Đúng là tôi cũng là một cái thông tin thì của cán bộ ở địa phương. Rồi tôi cũng đi tìm một cái đầu ra. Dạ. Rồi dẫn người ta về để coi cái hàng hóa của mình vậy, cái cách là sản xuất như thế nào, rồi họ đặt hàng. Trong tổ tôi bố trí. Dạ. Ngày ra tôi giao từ 2 tấn, 2 rưỡi, 3 tấn tùy theo mà cái nông dân mà sản xuất như nãy giờ nói là sản xuất tốt thì năng suất cao. Dạ. Sản xuất hơi kém, ví dụ hoặc là thời tiết gì đó thì yeah, năng suất thấp là lợi nhuận của bà con đó, là quyền lợi của bà con là chăm sóc kỹ tốt thì năng suất cao thì mình có lợi nhuận cao. Yeah. Còn nếu mà mình đồ mà lủng sủng eo uột thì lợi nhuận nó thấp. Yeah. Thưa chú, thì đến cái thời điểm này thì cái giá cả và cái đầu ra của cái sản phẩm của tổ đất mình là chú thấy là như thế nào chứ? Thì đúng ra tôi thấy là rất là ổn định, bà con làm thấy giá cả này làm có lợi nhuận cao thì bà con ổn định mà để sản xuất. Đúng, hồi từ làm này là bà con chăm sóc tốt lắm. Yeah. Tốt hơn là lúc mà bình thường là học hỏi khoa học kỹ thuật là thay tập quán cũ, rồi giờ đổi mới như khoa học của là trung tâm cán bộ của xã rồi khuyến nông để nhắc nhở bà con để làm cách thức là mình làm là cái việc mới hơn hồi trước giờ. Yeah. Làm có kinh nghiệm hơn. Yeah. Nhờ giữ được chữ tín về chất lượng, sản lượng theo từng mùa vụ, tuy diện tích không lớn, nhưng bình quân hàng năm xã viên cứ xoay vòng từ 8 đến 9 vụ rau, năng suất 2,5 tấn trên 1.000 mét vuông. Giá bán bao tiêu luôn ổn định, từ 3.500 đồng đến 4.000 đồng một ký, trừ đi chi phí thu lãi gần 7 triệu đồng một vụ 1.000 mét vuông. Sản xuất thuận lợi, cuộc sống từng bước ổn định, xã viên tổ hợp tác rau an toàn Thạnh Hòa càng chuyên tâm lao động sản xuất, tăng thu nhập, góp phần cùng xã Bình Nghị giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Chú tham gia tổ hợp tác này được lâu chưa chú? Là được một năm. Dạ. À. Thì trước kia thì chú chưa tham gia tổ hợp tác này thì có thể là chú trồng nhỏ lẻ, trồng bán nói chung là trồng ít, rồi chú thích cái gì chú trồng ở đó. Còn từ lúc mà chú tham gia cái tổ hợp tác này rồi thì chú thấy là cái những cái thuận lợi như thế nào đối so với cái tổ hợp tác này? Theo chú nghĩ á, là mấy năm về trước á, là chú là chuyên trồng cải là từ hồi ông bà tới giờ. Yeah. Đời cha đời mẹ. Nhưng yeah, mà theo chú thấy là hồi lúc chưa vô hợp tác á, thì giá cả nó phập phồng
mà không ổn định, nhiều khi đổ không chừng, rồi nhiều khi mà trồng rồi tới bán đâu có ngàn hai ngàn, dù là lợi lỗ thì nhiều mà lời thì ít đó. Nhưng mà từ ngày vô cái tổ hợp tác này á, trồng thì nó đúng ra là mình ổn định là chắc cú. Cũng như mình xả xuống là mình đã biết mình đã có cái số lợi nhuận nó là bao nhiêu, là bao nhiêu triệu này nọ mình đã biết hết. Còn lúc đó là trồng là rất phập phồng, là không có hiểu là cái giá cả này nó tới ngày bán nhiều khi rồi cào đổ không chừng, rồi xịt thuốc bỏ không chừng. Còn bây giờ yêu cầu mình trồng đồ mà chất lượng thì đương nhiên là giá cả ổn định, là cứ là đúng là hàng tháng là chú đã có thu hoạch lợi nhuận cũng rất nhiều, rất cao. Nó đúng ra là gia đình được sống ổn định. Thưa anh, thì hiện nay thì ở xã mình là có khoảng bao nhiêu tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp hả? Xã chúng tôi hiện tại là có 6 cái mô hình tổ hợp tác. Thì trong 6 mô hình tổ hợp tác này hiện tại là có 3 tổ hợp tác là làm ăn có hiệu quả. Trong đó là có tổ hợp tác rau an toàn của ấp Thành Hòa. Đó là một trong những cái tổ chức mà ắt nó phải ra đời. Bởi lẽ trước đây bà con mình là sản xuất là mang tính tự phát. Đầu ra không ổn định, được mùa thất giá là cái chuyện thường xuyên xảy ra. Do đó người nông dân sản xuất không có lãi. Từ đó thì chúng tôi năm 2009 thì chúng tôi tổ chức ra mắt cái tổ hợp tác rau sạch Thành Hòa. Thì bước đầu khi ra mắt thì chúng tôi cũng còn gặp một số khó khăn. Thứ nhất là bà con có những thói quen không tốt trong vấn đề sản xuất. Từ đó là chúng tôi mới tập huấn phối hợp với các ngành ở trên để mình tập huấn cho bà con cái quy trình sản xuất. Làm sao để mà rau ra sản phẩm rau ra đời phải là sản phẩm sạch, đảm bảo phục vụ cái nhu cầu trong bà con nhân dân. Từ năm 2009 khi thành lập thì đến năm 2014 là chúng tôi được trên công nhận là đạt chuẩn Việt Gáp. Thì khi đạt chuẩn Việt Gáp rồi thì cái đầu ra của chúng tôi được đảm bảo. Đặc biệt là hiện tại là chúng tôi có cái doanh nghiệp Dũng An đến thu mua ký hợp đồng, và có công ty thu mua cái tổ lân cận cũng đến mua. Thành lập cái tổ hợp tác này rồi thì giá cả ổn định, là cái đó tôi cũng là an tâm. Mà muốn cái duy trì mà để mà bền vững thì nhà nước cũng phải cái chiếu cố quan tâm để làm những cái việc như nhà sơ chế rồi chỗ tập kết, để cho bà con là cái chỗ tập trung để không thể nào mà lấy cái hàng hóa mà nó liên rẽ quầy gò rồi đó, thành ra nó cũng không có cái tốt lắm. Thì tôi rất là ao ước là để cho là hỗ trợ nhà nước, hỗ trợ nhà sơ chế như các cái tổ hợp bạn khác, là tôi mừng, tôi ao ước vậy thôi. Rõ ràng để đạt được mục tiêu sản xuất nông nghiệp tốt, bền vững thì điều kiện quyết định vẫn là con đường liên kết tập thể theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã mới đảm bảo tính đồng bộ giữa sản xuất và tiêu thụ, giữa yêu cầu sản lượng và chất lượng sản phẩm. Có như vậy mới đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp một cách bền vững, đáp ứng đúng yêu cầu thị trường của thời kỳ hội nhập quốc tế như hiện nay. Cái phương hướng trong cái thời gian sắp tới thì có cái cách nào để mà giúp tổ hợp tác mình càng phát triển hơn? Việc mà tạo điều kiện cho bà con nông dân sản xuất theo quy trình để sản phẩm ra đời là sản phẩm sạch, đó là một trong những cái tiêu chí mà chúng tôi đặt ra để tuyên truyền vận động bà con thực hiện không bẻ gãy quy trình. Tuy nhiên thì cái việc xây dựng là nhà sơ chế chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn. Chắc có lẽ chúng tôi cũng đề nghị trong thời gian tới cái cơ chế chính sách của chúng ta có thể là tạo mọi điều kiện tốt nhất để bà con có nhà sơ chế, thì cái lúc cái đầu ra chúng tôi sẽ được ổn định. Chúng tôi sẽ có những cái hợp đồng với những cái đơn vị thu mua. Cái tổ chức lại cái sản xuất nông nghiệp thì tôi cũng cho rằng là chúng ta phải coi trọng lại cái mô hình hợp tác xã. Trước đây chúng ta đã quá cực đoan trong cái việc xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp, và chúng ta đã trả giá rất đắt cho cái việc này. Tuy nhiên đó, chúng ta không coi trọng cái việc này và không tác động vào thì chúng ta sẽ đi đến một cái sai lầm như tôi đã nói. Chúng ta phải phát triển kinh tế hộ là đúng rồi, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó, do đất đai không nhiều, cho nên nếu mà chúng ta phát triển kinh tế hộ rồi cái sự liên kết này rất là khó diễn ra. Cái vai trò của kinh tế hộ rất là quan trọng trong thời gian qua, nhưng mà trong một thời gian tới đó, thì như nhiều đại biểu đã khẳng định thì rõ ràng là nó sẽ rất là hạn chế trong phát triển, mà buộc chúng ta phải tạo ra cái sự liên kết của các hộ này lại
mà thông qua cái mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoặc là những cái mô hình phù hợp khác. Thì đó là chúng tôi nghĩ rằng tỉnh chúng ta cũng nên tập trung chỉ đạo cho các huyện và các xã xây dựng những cái mô hình điểm này. Chương trình Cây Lạnh Trái Ngọt do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình kỳ sau với mô hình tổ hợp tác sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn Việt Gáp xuất khẩu ra thị trường Mỹ và EU tại tỉnh Bến Tre. Mời quý vị và các bạn nhớ đón xem. Thân mến chào tạm biệt.